tuyệt vời luôn. Mọi người xem kênh của Liên Béo thì hãy ủng hộ nhé. Cho một like và xin một đăng ký nhé. Hello, xin chào mọi người. Nên là nó không chặt. Rồi đẹp thế. Không cả làm nhà ý gì ở mình đi năm nay mà. Cố gắng lắm. Ơi, cố gắng lên. Đây không phải là cố gắng làm. Một đợt cái cửa sau này có tài nào, một hai ba lần nữa. Quá. Ít lắm. Ít lắm. Hai lần là thành con rồi thì chỉ chứ. Cố một lần thì chả đá 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 đá. Rồi nhưng mà nó tập hạng nhà thì nó làm ứng thì nó nạt rồi sao. Tập nó đập bao chắc. Có. Thế 10 nhà đi được 2 tháng. Cái gì chả có nhưng nó ít. Đông ít lắm. Đấy thì xong là con nó làm cho nó làm có đâu mà. Ví dụ như là... Rồi. Đấy, nhà đấy mà mẹ là đường. Nó có đường đấy thôi. Nó có đường đấy mà làm đấy. Đấy được cá luôn. Rồi. Báo cá, báo cá. Lấy cái thế mà mình hai vợ chồng bây giờ kiếm phải được 14 triệu thì mất chỉ để ra 4 triệu thôi. Thế một năm mình mới để ra 40 triệu. Thế mà đây nó để tháng 40 triệu thì mình làm 10 năm mới bằng nó 1 năm. Ví dụ như chúng ta chạy trước mình 10 năm. Không biết mặt gì được không? Mà chúng ta kiếm thấy 40 triệu để không tàn toán. Có nghĩa là mình cứ chưa lấy là thành là mình tính không đúng. Tính lại. Có năm mai vợ chồng ra 30 triệu. Thế nếu được 30 triệu cho nó tắt đi. Con chú được một đứa mà 20 triệu không? Thế cho con chú kia 20 triệu thì có đứa con gái nó mới. Mình không cần lấy nó 20 triệu. Mình lấy kéo đấy. Giờ như ông ái, như ra mình kia lấy 5 triệu, lấy một bé về làm 5 triệu, 10 triệu ăn hết được không? Chỉ cần lấy 5 triệu thôi. Thế thôi, 20 triệu, 10 triệu. Thế là ông ái tiền làm để ra, bà Vân làm tiền để ăn. Thế là vẫn được 10 triệu tháng bỏ ra để trả nhanh hơn rồi. Một thì nói cái này 100 triệu thì như đừng làm đốc như phương thường như đi. Tháng nó 50 triệu ở đâu hết nhỉ. Tùy theo từ người. Mình đang tính ở phương tính nhà quân. Thôi giật làm gì cháu, không cần giật cái hai lá thôi. Nhà làm không có thấy hai phường nó vào. Bốn phường ví dụ bây giờ nhá. Hai vợ chồng ở đây nhau, thế là hai vợ chồng làm tầm 13 triệu một tháng. 13 triệu vào, 4 lĩnh vực 3 triệu nữa. 4 lĩnh vực 3 triệu đấy giờ 400 triệu làm nhà luôn, nếu phải mai. Thế sao không luôn, đi làm, tôi làm vườn. Con nhà này đấy. Đương của nó chắc ăn không nuôi, mưa nắng không. Chả bây giờ không có. Cứ tính 13 triệu hai đứa thì quá đơn giản. Thế nên là sai lầm lớn là nó không tính nhà thì tính nhà tao bây giờ tao làm nhà canh đây. Đúng rồi, đấy thế cho mới nói chuyện là như thế. Ông công nhận đúng không? Đấy. Nếu mà có con dâu mình lại có lấy vợ, có cháu, có tiền mà có của mà lại nhanh. Bây giờ nhà nào có hai đứa đi công ty là mát mặt. Mát mặt. Thì bây giờ mình cứ nói bảo không thích thì nhầm đấy. Nhà đấy. Nhà đấy cháu mà. Bất kể nhà có đứa hai đứa đi. Còn cái loại nhà ở nhà vứt. Còn ở nhà thì muôn khổ đéo là kiếm nhà. Nó làm gì được? Còn đi xây đi phủ mưa đi mẹ. Về làm mỏi về còn mua nhiều thứ hết tiền
ăn còn mua bia uống mình còn sức để làm. Đóng cọc rồi, tiền đóng cọc rồi. Ngon nhất. Bây giờ nhà nào có ai đến không kể trong cái xã hội bây giờ nhà nào đến không nói chuyện gì. Đâu thế không được căn nhỉ? Nhà 4 thì không nói đều đều nhà có thằng đấy vợ thứ hai vợ đóng tin là. Xong rồi. Mà cho tầm cỡ 10 triệu một tháng thì quá nhiều. 8-30 triệu. Hai vợ chồng làm để cái vòi dài quá. Bọn nó cứ nước 20 triệu tháng thì chúng nó giàu nhanh lắm, nó lại giàu lắm. Như thôi con nhiều tuổi như ba hai vợ chồng nhà vợ làm 10 triệu nó làm 30 triệu 40 triệu tháng. Con bắt giảng. Có nghĩa là tương lai của chúng nó là sẽ đi ô tô không xe máy. Ô tô đơn giản. Ừ thì đây nó đi ô tô không thì đi xe máy vì đây chúng nó làm đi ô tô hết này. Thì mình nói bỏ ô tô thì nhiều không mua được nhưng chúng nó ăn nó có tiền thì nó mua ngay. Đơn giản thừa sức mua. Thừa sức mua thật. Đơn giản. Làm mấy chục triệu một tháng thừa sức. Đấy là thừa sức đi ô tô tiền tỷ thôi chúng nó đơn giản bây giờ. Thì làm mấy chục triệu cơ mà thì mấy mà 100. Mà mấy 1 tỷ. Rồi nhanh không có là tụt hậu của nó. Đâu 10 năm nó đâu. Đéo mở kèo được. Đéo được. Muôn thủ đéo mở. Đấy như chú nói cho con nhà Linh nhá. Đấy. Tháng 2 vào chồng. Đấy là chưa phải nhiều đâu nha chồng anh Thú đấy. Nhiều hơn nữa. Cái Linh như phải nhiều đâu. Mình nói thực tế xóm mình đấy. Còn nhiều chỗ nhiều lắm. Con ra xóm khác đi nữa. Con trả ái từ là lấy con cái 40 triệu tiền đường tháng thì vợ vào một chỗ. Đã bảo nhiều đứa nhiều lắm. Còn mình ăn thua gì mà. Thế mà cái thằng con đi Nhật là con mang tiền về mỗi một tháng là 27 triệu không gia đình không tiêu chu coi như gì cả. Đi rồi. Đây con đường Ninh đây thằng con đường Ninh có thằng đi tháng nào đều 30 triệu đấy. Đúng rồi. Tháng nào giả 30 triệu đồng toàn. Ăn. Chả mới ra con Ninh đến tháng nào cũng 30 triệu. Ông đang mò câu. Giật đi. Giật luôn đi còn gì nữa. Đấy, ôi giời. Phí thật con này mất. Mất đã bao giờ con to. Lại chưa.